Hội tập tập đỏ thành phố Cần Thơ đến trao tiền hỗ trợ cho người bị bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn ở trọ thuộc địa bàn phường An Phú của Ninh Kiều. Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Cẩm Hưởng đang ở trọ tại khu vực 1 phường An Phú. Chị Hưởng bệnh thận giai đoạn 3 hơn 8 năm nay phải chạy thận một tuần 3 lần. Mới đây chị bị tai biến, hở van tim và liệt nửa người. Hai vợ chồng hàng ngày vừa điều trị bệnh vừa đi bán vé số mưu sinh. Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình, chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thư đã kết nối với công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp ABIC, chi nhánh Cần Thư, trao tặng 6 triệu đồng tiền mặt và một phần nhu yếu phẩm cho gia đình. Hơn một năm qua, chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thư đã giúp đỡ cho 31 trường hợp, trong đó có một trường hợp được cất nhà với tổng số tiền trên 313 triệu đồng. Bình quân mỗi nhân vật được hỗ trợ từ 5 triệu đồng trở lên.